know. Kobi à, Kobi gọi mẹ dậy á. Nó nay mẹ mệt quá nè. Sao á, em đâu rồi? Con gọi mẹ dậy á. Ừ. Để mẹ cột tóc ra nha. Nào, ngồi đây để mẹ cột lại cái đầu tóc nào.
Em đâu? Em ăn đâu? Ô, sao Mon lại ngồi trong cái bô ấy kia? Mon này à Mon? Nào, đi ra mẹ coi xem Mon thế nào nào. Mon ơi, Mon này à con? Ố, sao lại có giấy ở đây? Thì con Bi lấy cho con hả? Con Bi giỏi thế. Đừng con, đừng có đụng vô em đang ỉ thối á, nha. Nha. Con Bi giỏi quá. Để mẹ dọn dẹp đi rồi mẹ đưa em đi rửa đít nha. Cái này bẩn rồi nè. Rồi, đưa mẹ ẵm đi đi rửa nè. Đi ơi, con lên đây ngồi chơi này. Rồi đợi mẹ nhé. Mẹ đi rửa đít cho em và mẹ vô nha. Được không? Ngoan nha, ngồi đây chơi đi. Thoải mái chưa? Thoải mái không? Ủa, vừa ngủ. Nào kia em khô nha. Rồi vô mặc đồ nha. Thank you.
Con ơi, con nằm đây nha. Nằm đây mẹ đi làm nhé. Sao à? Ừ, mẹ đi làm nhé. Ở trong đây ngủ ngoan nhé. Nào, nằm đây ngủ ngoan nè. Ngủ ngoan nhé. Ngủ dậy xong rồi sang bên phòng bên kia chơi với chị Kobi nha. Nha, mẹ đi làm mà trời nắng lắm. Không đưa em đi theo được đâu. Nhé, ngoan nhé. Nha, à, mẹ đi làm đây. Nằm ngoan nha. Nằm đây này ấm này. Con ngủ đi nhé.
Hai đứa ngủ đi, các mẹ đây rồi nha. Dễ thương. Tôi là chị em nha. Bạn ơi, để cho chị có đi ngủ được không?
À ha. Rồi, chào chị nha. Nha, ổ.
xong này. Nhưng mà có một vấn đề là em vừa mới đi vệ sinh, sau đó là mẹ thấy em còn một cái áo thôi, không có cái quần. Có phải là con là người lấy cái quần của em không? Không á, không phải á, thật không? Thật không, nhìn mẹ này. Này, nhìn mẹ này, phải con thấy không? Phải không? Mẹ nghi là con lắm ấy. Đây là mẹ bảo. Có phải con lấy không? Đúng không? Chắc chắn là con lấy luôn đó, mẹ khẳng định đấy. Dạ. Thế bây giờ con đi lấy quần cho em nhé. Để cho mẹ giặt cái quần cho em nhé. Đi đi. Ố, đây này. Đấy. Lần sau em đi vệ sinh đừng có lấy cái quần của em thế này nha. Buồn cười lắm nha. Em xấu hổ đấy. Em ngồi vô đó. Em sắp khóc rồi đây. Nha. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nhọng nhẽo kìa, nhọng nhẽo kìa. Thôi nha. Sao? Hả? Muốn trêu em á? Hử? Trêu em một tí á. Nhưng mà trêu em như thế em buồn đấy nha. Yêu em nhé, con đi yêu em đi. Đấy, yêu em đi, con thương em nè. Đấy, đúng rồi, giỏi quá. No.
sao? Thế đái ở quần hay là như thế nào? Thế em mon đâu rồi? Để em ra xem nào, ra xem nào. Cứ ướt đâu? Vẫn đang khô này. Thế đi, đi ra bế ra xem em mon nào. Em mon có đái ở quần không? Mà sao còn bị vô đây đi, đi, đi với Trang nào, đi. Trang xem em mon nào. Em mon nào? Trời ơi, quần em mon ướt hết rồi. Để đi Trang phải đi thay thay tả cho em mon nhá. Ê, Kobi có đi không? Đúng rồi, chơi gọi nhá, để gì đi giặt đồ cho em mon nhá. Thank you.
rồi này. Ủa, con làm nào? Thế sao con làm đây? Ủa, sao người con ướt thế? Con tắm hả? Ủa, con tắm hả? Thế em đâu rồi? Con đâu rồi? Em đâu? Em không chơi với con à? Em không nằm với con à? Hả? Em đâu? Đi tìm em cho mẹ đi, để mẹ cắm cơm nhá. Nhá. Mẹ đi nấu cơm, con đi tìm em cho mẹ nhá. Được không? Đi đi. Đi tìm em cho mẹ đi xem với em ở đâu. Nhá, để mẹ đi cắm cơm. Đi con.
nay mi đi để ý em cho mẹ một tí nha, mẹ đi ra ngoài sau lấy bỉm với lại lấy quần áo cho em nha. Nha, nằm đây ôm em cho em đỡ lạnh nha cha. Cô Bi ơi, ở nhà trông con cho mẹ mới nhá. Mẹ đưa xe đi ra bà nội, mẹ về liền nhá.